Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Video này mình giới thiệu tiếp tục cho các bạn về phần 4 của dự án Basic này. Thì cái dự án Basic này thì cái mã thông báo Basic sẽ được liệt kê trên cái sàn giao dịch của Bigham. Thì video này mình sẽ giới thiệu tổng quan cho các bạn về những cái mã thông báo này và cách giao dịch mã thông báo này làm rút như nào trên cái sàn giao dịch Bigham này. Vậy để đầu tiên các bạn cần phải có một cái tài khoản trên cái sàn giao dịch Bigham. Đấy, đây chính là website chính thức có tên là bigham.pro. Các bạn lưu ý nhé, có một cái sàn giao dịch khác của Hàn Quốc cũng có tên là Bigham này, nhưng mà cái địa chỉ miền sẽ là bigham.com, và cái sàn giao dịch đấy thì chỉ những người mà có thuộc công dân của nước Hàn Quốc thì mới có đăng ký được thôi. Đấy, còn đây chính là cái sàn giao dịch bigham.pro. Như các bạn thấy thì cái mã thông báo của Basic trên cái đồng trao đổi là USDT này, thì các bạn có thể thấy là cái giá của một mã thông báo tương ứng với 0,006158 USDT. Đấy. Và cái khối lượng trong vòng 24 giờ vừa qua là 281.374 USDT. Đấy, cũng khá là lớn. Các bạn có thể thấy đây. Với cái chart nhé. Với cái chart của nó thì các bạn có thể thấy là tăng dần này. Đấy, vào cái thời điểm 11 tháng 4 và 18 giờ 56 0,06088, đây là 0,006180 rồi. Đấy. Đây là những cái khối lượng trao đổi lệnh mua này. Đấy, lệnh mua là 1.923, đấy, tương ứng với 0,006036, và lệnh bán đây. Đấy. Các bạn có thể thấy là cái khối lượng trao đổi của nó cũng khá là ổn nhá. Và để được có thể giao dịch tối thiểu là 200 mã thông báo Basic này. Đó. Chart này đẹp này. Đấy, và chúng ta sẽ đi chi tiết vào Advan. Đây. Hiện tại thì mình cũng chưa có tài khoản của cái sàn giao dịch Bigham này, và chút nữa mình sẽ đăng ký cái sàn giao dịch này. Đó. Thì đầu tiên thì các bạn có thể thấy là cái lượng trao đổi này. Các bạn xem cái lượng giao dịch của 4 giờ trước nhá. Các bạn thấy 4 giờ trước cái giá của nó là 0,03. Giá dao động tăng khá là cao nhá. Các bạn có thể thấy là cái thời điểm giá ổn định của nó là 0,006, và cái thời điểm 14 giờ trước là 0,03, là có nghĩa dao động như x gấp 5 lần. Đấy. Giá trị rất là cao. Đó, các bạn thì thấy đây. Đây. Và cái khối lượng 4 giờ trước này là 40 triệu. Đấy. 40 triệu nhá. Đấy, bạn có thể thấy là khá là ổn này. Và cái cách giao dịch, cách mua bán thì chắc các bạn cũng nắm rõ rồi, thì mình cũng nhắc lại một chút. Đấy, ví dụ như những bạn mà muốn mua cái đồng Basic này. Đấy, đây hiện tại giá trị có thể mua được này. Đấy. Và tối thiểu nhá, các bạn mua được 200 mã thông báo nhá. Đây, cái lượng mã thông báo là bao nhiêu các bạn có thể ghi vào đây. Ví dụ các bạn mua 1.000 chẳng hạn này. Đấy, thì các bạn sẽ cần 6 USDT. Đấy, và cứ mua thôi. Đấy. Thế mà ở đây thì họ bán nó 261 thôi, chắc chắn là các bạn phải đợi khớp lệnh thì các bạn mới mua được 1.000 được. Tương ứng nếu các bạn bán ra. Đấy, cái bán ra thì sẽ là 0,006036. Đấy, bán ra bên này. Đấy, các bạn muốn bán ra 1.000 này. Đấy, thì các bạn sẽ nhận được 6,036 đô. Đó, và đây là khối lượng giao dịch của họ trong thời gian vừa qua. Đấy, các bạn thấy đây. Đấy. Và volume giao dịch là 281.000.
Đấy. Dao động cho 24 giờ qua giá trị thấp nhất là 0,006004 này, cao nhất là 0,06297. Đấy. Và cái đồng Basic này thì không biết là đã được trao đổi giữa cái cặp của ETH và BTC chưa? À, vẫn chưa. Hiện tại thì đang giao dịch với cái đồng coin của USDT thôi. Đó. Đây. Hiện tại là chỉ có đó. Đấy. Thì thực ra thì cũng không có gì là khó cả. Các bạn deep coin lên như bình thường và thực hiện giao dịch mua bán giữa cũng như các sàn giao dịch khác thôi. Đấy, đầu tiên là các bạn phải có một cái tài khoản của sàn Bitham này. Đấy, thực hiện đăng ký đăng nhập KYC. Thế như mình biết thì cái sàn của Bitham này thì yêu cầu KYC thì mới cho các bạn deep coin cũng như thực hiện withdraw. Thì trên đây là một số những giới thiệu của mình về việc trao đổi cái mã thông báo Basic trên cái sàn giao dịch Bitham này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chào tạm biệt.